VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Trước khi trời tối, đôi mắt ngân lệ để rơi bó hoa em đã gửi tới. Phù dung trắng trong như thay lời nói, dừng lại thôi, từ nay suốt kiếp chẳng thể có thôi. Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành, mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh. Đó phù dung đôi màu rất đẹp, thế nhưng sớm nở đến tối tàn, giống như ta bây giờ, tình đẹp là tình rõ ràng. Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau. Tình ta tựa như bức tranh đen trắng mãi không tô màu. Tiếng đóng cửa rất khẽ, biết em đã rời đi, mà chẳng thể nào dám níu tay em và nói em đừng đi. Ngàn cánh hoa bay trên trời, xa rời lá nhẹ rơi đó đây, để em tự do với mây là cách. Dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh yêu thương vẫn không màu. Trưởng thành, mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh. Đó phù dung đôi màu rất đẹp, thế nhưng sớm nở đến tối tàn, giống như ta bây giờ, tình đẹp là tình rõ ràng. Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau. Tình ta tựa như bức tranh đen trắng mãi không tô màu. Tiếng đóng cửa rất khẽ, biết em đã rời đi, mà chẳng thể nào dám níu tay em và nói em đừng đi. Ngàn cánh hoa bay trên trời, xa rời lá nhẹ rơi đó đây, để em tự do với mây là cánh.
Chúng ta có một cái setup rất là hoành tráng, đầy bí ẩn. Và những setup như thế này thường sẽ đến từ những người rất có đầu óc. Ai à? Không gì giấu được các bạn. Chào đón Đức Phúc. Ôi ôi, kéo xa luôn kìa. Ôi ôi. Ghê vậy? Yeah. Trời ơi, làm cánh cửa luôn rồi. Làm cánh cửa luôn. Trời ơi, giám đốc sáng tạo. Tôi thấy là Đức Phúc làm cái gì cũng chỉnh chu hết, đó là tập trung nghiên cứu tỉ mỉ cho tiết mục của mình. Hôm nay cũng vậy, set trắng thì đồ phải trắng đúng không ạ? Dạ. Đầu cũng phải trắng luôn. Dạ. Ok. Em cảm ơn anh Thành và lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Thành và cũng như là tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và hôm nay em rất là vui khi mà gọi là đến cái phần tiết mục solo của mình. Em cũng có một chút xíu hồi hộp tại vì là từ đầu chương trình đến giờ khi mà em đứng trên sân khấu của Anh Trai C2 là đều diễn nhóm với tất cả các anh em thôi. Hy vọng là lần nữa em cũng sẽ cố gắng hết mình để... Em cũng hồi hộp. Hôm nay chúng ta có một đôi chân trần. Dạ. Dự rằng là sẽ có một màn múa đương đại nhẹ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À. Thực tế là em cũng rất là thích cái thể loại đương đại. Trong cái tiết mục solo lần này thì em cũng rất là may mắn khi mà em đã mời biên đạo Đăng Quân để có thể biên đạo cho cái bài hát lần này của mình. Quán quân đây rồi. Các bạn nhớ Đăng Quân là ai không ạ? Anh giám khảo đẹp trai của chúng ta trong vòng Dance Battle đó nhớ không? Dạ, hy vọng là lấy vía hơn của anh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và Đức Phúc làm tiết mục thì anh luôn luôn chờ đợi xem, tại vì anh luôn biết là đằng sau đó sẽ rất là nhiều cái thú vị. Em cảm ơn anh. Hãy dành một tràng pháo tay cho bài hát của Đức Phúc. Hello anh chị. Trời ơi, không thể tin là bây giờ và ngày hôm nay chính là buổi trả kỳ cuối cùng. Mới ngày nào còn mặc một bộ đồ xám vào đây ngồi flex các thành tích của mình, dăm 3, 4, 5, 6, 7 bài hit và MV hơn 100 triệu view, quán quân của một chương trình âm nhạc thực tế. MV có nhiều lượt xem nhất Việt Nam năm 2023. Ông Hoàng Valentine, sứ giả của hạnh phúc. Vậy là đủ chưa chị? Mà đến ngày hôm nay đã có mặt ở đêm chung kết. Wow. Bất ngờ không? Rất là bất ngờ anh ạ. Rất là vui. Lúc đầu khi mà được mời tham gia vào Anh Trai C2 thì mình còn rất là nhiều cái điều mình băn khoăn. Nhưng mà đến cái thời điểm này rồi thì mình mới thấy rằng là đây là một cái quyết định vô cùng đúng đắn. Mình là một cái người mà mình theo dõi các cái sân khấu rất là nhiều, K-pop, US-UK và đặc biệt là những cái lễ trao giải nữa. Nên là mình kiểu rất là muốn có thể thử sức ở những cái sân khấu trình diễn. Ao ước là có một cái nơi để mình có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn làm. Thì cuối cùng Anh Trai C2 đó chính là cái nơi mà để Phúc có thể thực hiện những cái điều đó. Cứ đi dần dần từ đầu đến giờ thì Phúc mới thấy rằng là nhìn lại thì mình cũng đã để lại rất là nhiều điều hay ho và cũng như là rất là nhiều giá trị trong chương trình khi mà mình tham gia. Những cái điều mà mình muốn làm thì gần như là mình cũng đã làm được hết rồi. Một cái điều mà Phúc nghĩ là quý giá hơn hết đó chính là gặp được 30 anh trai và cũng như là có thêm được rất là nhiều tình bạn với các anh trai. Mình cũng đọc những cái comment của khán giả bảo rằng là rồi sẽ đến một ngày cái điểm hẹn thứ 7 Anh Trai C2 cũng sẽ không có nữa. Thì thứ 7 đó mình sẽ làm gì? Ôi mình nghe xong cái đấy mình kiểu ôi thực sự rằng là Anh Trai C2 đã làm được những cái điều mà nó còn ngoài với cái suy nghĩ về một chương trình thực tế. Nó là một cái nơi mà kiểu để mọi người đến thứ 7 này thôi tao không đi chơi đâu, tao ở nhà tao xem Anh Trai C2. Hay là ra đến một cái địa điểm hay một cái quán nào đó cũng phải mở Anh Trai C2 lên xem. Nói chung là rất là vui và rất là xúc động về cái điều đó. Và đến khi mà mình kết thúc cái hành trình Anh Trai C2 này rồi thì ôi chắc là nhớ vô cùng. Những cái tin nhắn này, những cái group này, mình bảo đúng là trong cuộc đời mình từ xưa đến giờ mình làm việc chưa một thời điểm nào quá là nhiều group đến như thế. Phúc nghĩ rằng là không chỉ riêng Phúc đâu, sau khi kết thúc chương trình thì chắc chắn là vẫn sẽ có rất là nhiều anh trai vẫn sẽ nhầm bảo ôi mọi người ơi, mai tập ở đâu ấy nhỉ? Hay là vòng này mình thi cái gì ấy nhỉ? Sao đến bây giờ rồi vẫn chưa có group mới nhỉ? Chắc chắn là sẽ có những cái trường hợp đấy. Và Phúc nghĩ rằng là Phúc là một trong những cái người đấy. Anh Trai C2 đã để lại trong mình rất là nhiều những dấu ấn, rất là nhiều kỷ niệm. Và không thể nào mà có thể quên được. Đây là một cái hành trình vô cùng là đáng nhớ.
Với cái bài hát solo lần này thì Phúc sẽ mang một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Hưng. Nó là một bản ballad về tình yêu. Nhưng cái bản ballad này nó sẽ thêm được cái phần thú vị. Phúc sẽ nhảy một cái thể loại mà gần như là chưa bao giờ mình nhảy cái thể loại đó. Đó chính là thể loại đương đại. Phúc cũng đã tính toán nếu mà mình đi vào chung kết thì mình sẽ làm gì. Quay hình xong rồi ngay sau một hôm sau thôi là Phúc gọi điện liền cho Hùng. Khi mà được anh Phúc ngỏ lời mời thì cảm giác giống như kiểu là Hùng đang được hòa chung một cái nhịp hừng cháy để mà chiến trong đêm chung kết. Và mình ok, mình đồng ý liền. Và đến lúc mà được đi rehearsal, nó khiến cho mình một cảm giác giống như là mình chưa bị loại vậy. Và mình vẫn còn được thấy cái ánh đèn sân khấu của anh JCI đó đang chiếu vô mình. Và mình vẫn được thấy các bạn khán giả đứng ở dưới và cổ vũ. Nên là mình cảm thấy một cái sự bồi hồi rất là lớn. Múa đương đại này là lần đầu tiên Hùng được múa và Hùng được học. Trước đó là Hùng chỉ nghĩ đơn giản là múa thì mình cứ múa thôi. Nhưng mà lúc đó mình lại nhìn qua anh Đăng Quân múa demo cái bài đó. Mà anh Đăng Quân thân hình rất là thanh thoát luôn. Múa nhìn đẹp lắm kìa. Đến lúc mà mình học múa cái mình kìa, chết rồi, xong mình bị nặng nề, mình bị nhìn nó không có thoát được cái dáng. Thế là mình nghĩ trong đầu là bắt buộc mình phải siết cân cho nó nhìn nó nhẹ và thanh thoát lại nhất có thể. Là lúc bắt đầu tập múa cho tới bây giờ chắc 4 ngày, siết được 3 cân. Phúc thấy Hùng là một chàng trai rất là tài năng, có những cái sự chuyên nghiệp nhất định khi mà biểu diễn trên sân khấu, một cái thần thái rất là tốt. Và bạn cũng luôn luôn cố gắng để trau dồi hàng ngày ở mặt giọng hát và cũng như là phần nhảy để hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn Hùng vì đã hỗ trợ anh trong cái tiết mục lần này và tập rất là nhiệt tình, chỉ cho anh những cái động tác thêm nữa. Rất là cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hùng hy vọng là với sự góp mặt lần này của Hùng, một phần nào đó tiếp thêm sức mạnh cho anh Đức Phúc và tiết mục của anh Đức Phúc sẽ có một kết quả thật cao. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ cho tiết mục của anh Đức Phúc. Trời tối, đôi mắt ngân lệ để rơi bó hoa em đã gửi tới. Phù dung trắng trong như thay lời nói dừng lại thôi. Từ nay suốt kiếp chẳng thể có thôi. Cuộc đời nhiều đau đớn sẽ trưởng thành. Mà anh thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh. Đó phù dung đôi màu rất đẹp. Thế nhưng sớm nở đến tối tàn. Giống như ta bây giờ, tình đẹp là tình rõ ràng. Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau. Tình ta tựa như bức tranh đen trắng mãi không tô màu. Tiếng đóng cửa rất khẽ, biết em đã rời đi mà chẳng thể nào dám níu tay em và nói em đừng đi. Ngàn cánh hoa bay trên trời xa rời, lá nhẹ rơi đó đây để em tự do với mây là cách. Chàng trai thích chuyện xưa chẳng dám cầm màu tô vẽ nên bức tranh yêu thương vẫn không màu.
thật sự chỉ muốn là một đứa bé vẽ truyện tranh, đóa phù dung đôi màu rất đẹp. Thế nhưng sớm nở đến tối tàn, giống như ta bây giờ, tình đẹp là tình xấu xa. Chẳng biết anh mang thân phận gì để giờ còn nhớ nhau. Xin một tràng pháo tay cho Đức Phúc và khách mời Hùng Nguyên. Quá giỏi. Hay, chấn động. Đặt niềm tin cho Đức Phúc là không hề sai nhé. Nó cứ làm mình wow, wow rồi lại wow. Và hôm nay phải công nhận là Đức Phúc có một cái sự chỉnh chu và cực kỳ nghiêm túc trong nghề của mình. Hát càng ngày càng tốt, biểu diễn tốt, concept tốt, mời khách mời cũng thông minh luôn. Hôm nay Hùng Quỳnh trở lại sân khấu thì em cảm thấy thế nào? Hùng Quỳnh. Sao ta? Mới cách đây mấy tuần thì em đang trong tâm thế là một vị khán giả đứng ở dưới sẽ theo dõi 16 anh trai còn lại. Và em nghĩ là chắc cái đêm Live Stage 4 vừa rồi cũng là cái đêm cuối cùng em có thể nhìn thấy được cái ánh đèn sân khấu ở đây và những quý vị khán giả ở đây rồi. Nhưng mà nhờ anh Phúc thì em lại có được cơ hội đứng đây một lần nữa và lại thấy mọi người ở đây lần nữa. Em phải nói là thấy cái ánh đèn sân khấu của trường quay này thôi. Đúng rồi. Chứ còn em còn sắp hát live show concert của chương trình nữa mà. Thật sự ngày hôm nay phải cảm ơn Phúc là Phúc đã chọn một khách mời rất là thông minh. Cả hai kết hợp cái phần múa đương đại rất là xuất sắc, kèm theo trang phục màu sắc. Phải nói đây là một cái người phải sống chi tiết thì mới có một tiết mục hay như vậy cho chúng ta xem. Và cho anh hỏi là cái bài hát này lần đầu tiên em đưa hình tượng hai vũ công nam với nhau thì không biết có phải là đó là dụng ý của Phúc không? Chắc em xin chia sẻ một chút xíu về cái phần Hùng Huỳnh có mặt ở đây ngày hôm nay. Tại vì ở trong cái phòng dance battle của vòng 3
Khi mà hai anh em tập nhảy với nhau thì cũng đã có rất là nhiều những cái chia sẻ. Và hai anh em cùng nói với nhau là: ê, em thích nhảy đương đại lắm, em ơi, khi nào mà anh em mình có cái dịp nhảy đương đại với nhau nhỉ? Và đến vòng chung kết này thì em vô tình là có một cái bài hát mà trước đó mình cũng rất là ấp ủ. Ca khúc này mang tên là Đóa Phù Dung. Cuối cùng hay. Một cái bài hát như thế này mà đứng yên hát thì không thể nào mà được. Đây chính là cái thời điểm mà mình thực hiện cái mong muốn của mình, đó chính là một lần được nhảy đương đại ở trên sân khấu. Mặc dù là cái kỹ năng của mình nó cũng chưa quá là tốt, nhưng mà em vẫn rất là mong muốn có thể cố gắng hết sức để có thể biểu diễn ở tiết mục lần này. Trong cái câu chuyện của cái bài hát lần này thì nó lại nói về một cái chàng trai mà tôi có nên tiếp tục để theo đuổi cái cô gái đấy nữa hay không. Xưa giờ muôn thuở nó có một cái câu chuyện là chúng ta vẫn phải lựa chọn giữa con tim hay lý trí khi mà đứng giữa một cái quyết định nào đó trên chuyện tình cảm. Thì em mới nghĩ rằng là vậy thì lần này mình sẽ làm một cái tiết mục rằng xé nội tâm của một cái chàng trai này giữa con tim, giữa con tim và lý trí. Cái phần biểu diễn vừa rồi nó có những cái sự rằng xé và cũng như rằng là những cái sự đấu tranh nhất định để chọn ra rằng là cuối cùng tôi sẽ quyết định theo cái gì. Và một điều nữa là cái này là cái quần nha mọi người. Chứ không phải là nó là một cái váy suông. Ê, em làm lại cái động tác này lúc nãy của em này. Wow. Đó là cái quần. Nhân tiện đây thì Hùng cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Phúc rất là nhiều. Hùng rất là muốn một lần được múa đương đại nhưng mà chưa có cơ hội. Lần này anh Phúc lại cho Hùng một cơ hội được thể hiện nó. Và đặc biệt nhất là lần này là lần đầu tiên Hùng với anh Phúc đều thử sức. Nên là có gì mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Không, nhưng mà phải nói là hai bạn này là có khiếu múa đương đại đấy chứ nhỉ. Cái phần vừa rồi là cũng trộn vía nhìn rất là professional đúng không các bạn? Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Riêng trường hợp của Hùng Huỳnh là một cái trường hợp mà kiểu khi mà bạn dừng ở vòng 4 thì em bảo bạn này sẽ phải xuất hiện ở cái đêm chung kết. Sau em cứ nghĩ mãi làm sao mà để có thể mời Hùng xuất hiện lại ở đêm chung kết. Thì cuối cùng rằng là khi mà nghĩ ra cái bài hát này là ngay liền lập tức sau cái đêm mà mình chia đội xong ấy anh. Tín hiệu của vũ trụ. Yeah, em gọi điện liền cho Hùng luôn mà anh. Em mời Hùng và rất là may mắn rằng là Hùng đã nhận lời liền. Nó hạnh phúc lắm của cái mặt kìa. Mê lắm cái mặt diễn xong rồi nó hạnh phúc. Cảm ơn các bạn nghe có mặt kìa. Đó. Mà thật sự ra các bạn biết không, sống mình phải mê cỡ đó, mình phải yêu nó mà yêu tận cùng, mình phải nghĩ về nó, đêm mình ngủ không được vì nó, đó mới là cảm giác của yêu. Và đúng, Hùng Huỳnh sinh ra là để ca hát và nhảy múa, để đứng trên sân khấu biểu diễn cho các bạn xem rõ ràng như thế. Và qua Anh Trai C2 chúng ta thấy được một Hùng Huỳnh trưởng thành và được mọi người yêu thương, một Hùng Huỳnh đầy đủ những kỹ năng để trở thành một ngôi sao. Chúc cho em thật nhiều tốt đẹp cho con đường tương lai của em. Cảm ơn anh ạ. Và thưa quý vị, một lần nữa phải khen Đức Phúc. Đây là một cái người rất là thông minh, luôn luôn biết cách để làm cho tiết mục của mình trở nên đặc biệt. Và Đức Phúc làm nghề cực kỳ nghiêm túc, cho nên là đây cũng là một nhân vật rất xứng đáng được yêu thương và khen ngợi thật sự. Một tràng vỗ tay nữa cho sự cống hiến của Hùng Huỳnh và Đức Phúc. Xin chọn cho em số mấy nè. Dạ mọi người, mình chọn cho mình với mã số là 15 nha. 15 cho anh trai Đức Phúc. Anh trai C2 Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.